Khi nào xuống thành phố nhắn tôi nhé. Có một số việc tôi cần trao đổi trước. Tôi muốn xin nghỉ việc. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn. Cảm ơn anh thời gian qua đã hỗ trợ tôi. Tôi luôn ủng hộ cô, nhưng vẫn mong muốn cô suy nghĩ thật chín chắn. Tôi tin những thử thách không thể đánh gục được cô. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô cảm thấy cần. Duyên, con cho bố nói với con mấy lời thôi. Bố biết con đến để xin nghỉ việc, để trả lại quyền tạp chí
Và bố biết con muốn trở về nơi con đã lớn lên, nơi con được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương thực sự. Nhưng con nhớ rằng vẫn còn một nơi nữa sẽ mãi thuộc về con, nơi con đã và sẽ được làm những điều mà con đam mê. Nơi con được là chính con, nơi con được làm những điều mà con ấp ủ. Nơi đó còn có bố, có mẹ. Bố mẹ thật có lỗi khi không phải là người đã nuôi dưỡng con trưởng thành. Nhưng đó là số mệnh. Là số mệnh. Và cũng đã là quá khứ. Mà đã là quá khứ thì cả con và bố hay mẹ đều không thể thay đổi được. Nhưng còn tương lai là do chúng ta lựa chọn mà, đúng không? Con cứ đi đi. Đi đi. Đi cho đến khi con muốn quay trở về, bố mẹ sẽ đợi con.